Sư cho con hỏi Phật giáo có quan niệm duyên âm không? Và nếu có thì cách hòa giải như thế nào? Quý vị hỏi nó hỏi sư cái này nó cũng giống như cái chuyện là quý vị hỏi đi ra đường có bị xét đánh chết hay không? Bởi vì khi hỏi như vậy đó đẩy cái người, người trả lời á vào cái thế khó đó là nói đúng nói có thì cũng không đúng mà nói không thì cũng không đúng giống như bây giờ mình nói ra đường có bị xét đánh chết hay không thì ai biết được ai biết được ờ, có thì có khả năng có đó nhưng mà cái khả năng mà mình bị xét đánh chết đó, nó hiếm ghê. Cho nó hiếm ghê lắm. Bao nhiêu con người thì mới bị sát đánh mà trong số những ca bị sát đánh cũng không phải ca nào cũng chết. Đấy. Mà mình hỏi như vậy thì nó rất là kẹt. Nói cái chuyện duyên, duyên âm cũng vậy. Không phải cứ hễ mà cái chuyện tình duyên của mình ấy bị lận đận là mình cứ quăng hết mình đổ thừa cho duyên âm nhớ dùm nha không phải cứ hễ chuyện tình duyên của mình lận đận là mình đổ thừa cho duyên âm à, những cái tay à, nhờ chuyện này ăn nên làm ra thì họ rất là vui bởi vì cứ hễ tình duyên lận đận là họ đẩy ra duyên âm thôi mà cứ cắt duyên âm là phải cúng lễ à, rồi à, càng nhiều người thì biết rồi quý vị biết rồi hết Uh, thu nhập càng nhiều càng tốt và sư gặp những trường hợp này rất là nhiều cái trường hợp mà nó có thật ấy nó hiếm vô cùng còn những trường hợp mà không phải mà mình bị làm tiền ấy nó nhiều vô cùng nói để cho quý vị cẩn thận nha nói để cho quý vị cẩn thận chứ đâu ra bây giờ cái gì đâu mà duyên âm nó đầy nó đầy như là uh, đất là đá gì đó, tùy tiện mở ra là thấy mà trước khi xét đến một cái trường hợp mà nó hiếm hoi tới như vậy đó nha trước khi xét từ trường hợp nó hiếm hoi tới như vậy mình phải xét đến cái trường hợp phổ biến hơn đó là gì đó là do nhân do duyên gì mà tình duyên của mình lẫn đẫn nó giống như xin nói nó giống như uh, mình ăn cái gì đó mà mình bị đau bụng nha thì trước khi mà mình xét cái chuyện mà mình có bị ai đó đầu độc uh, cyanur hay không ai có ai đó bỏ cyanur vô đầu độc để cho mình chết hay không cái khả năng đó vẫn có chứ không phải không có chứ không phải không Ờ, nhưng mà quý vị nghĩ một người có bình thường hay không khi mà ăn cái gì đó mà đau bụng là tự nhiên là mình nhảy số mình nghĩ trội có khi nào cái đứa nào nó đậu độc cyanur cho mình không coi phim hơi nhiều nha coi phim hơi nhiều mà cái mình cần xem xét đó là cái gì trường hợp phổ biến hơn tuyệt đại đa số đó là gì có ăn phải đồ thiêu không có ăn phải đồ mà chứa ba cái quá chất độc hại không mình phải xét cái đó trước chứ còn cứ cái gì đâu mà đau bụng cái hỏi coi, coi không biết ai đó đầu độc mình xe nuôi hay không thôi chết rồi cái duyên âm cũng y chang như vậy có thì có nhưng mà nó hiếm lắm trường hợp phổ biến hơn là gì đó là do cái chuyện cái nghiệp quá khứ và nỗ lực hiện tại nghiệp quá khứ nghĩa là sao có một số cái nghiệp ấy mà nếu như mình tạo nha thì đời nay cái chuyện tình duyên của mình sẽ rất là lận đận thứ nhất là cái chuyện mình có phạm cái giới tài dâm hay không mà muốn xé cái chuyện mình có phạm giới tài dâm hay không ấy thì uh, có một vài cái biểu hiện như thế này thứ nhất nếu như là người nam um, mà phạm giới tài dâm thì đời sau sinh ra làm người nữ sư không nói người nữ sư không nói người nữ là họ toàn bộ người nữ phạm giới tài dâm nha ờ, sư nói để quý vị tránh cái kiểu mà quơ đủ cả nắm rồi quý vị cắt ghép như thế nào đó là lôi ông sư hạnh tuệ ông nói là toàn bộ phụ nữ là đời trước đều phạm giới tài dâm hết là, là coi như cái đó là chết sư nha mà sư ở đây sư chỉ nói đó người nam phạm giới tài dâm đời sau sanh ra làm người nữ đó là một cái biểu hiện cái thứ hai nhan sắc kém cái thứ ba bị người thù ghét tức là mình không được lòng người khác thường ở trong nhiều trường hợp khi mà mình ở giữa đám đông thì thường uh, ít người thương mình lắm mà mà họ rất là dễ có ác cảm với mình coi mấy cái đó phải có hay không Ừ rồi một cái vấn đề nữa đó là gì dục nhiều coi, coi mình có bị thiêu đốt bởi dục hay không có bị thiêu đốt bởi dục hay không mình có bị thường ưu tư về dục hay không nhất là trong chuyện nam nữ nhất là trong chuyện nam nữ à, mình có thường nghĩ nhiều về chuyện nam nữ không? Ừ. rồi cái mà mình đọc, cái mà mình xem ở trên mạng ấy uh, có mình có ưu tiên hơi nhiều về chuyện nam nữ hay không? thì đó là những biểu hiện nha, đó là những biểu hiện uh, uh, có thể là do đời trước mình phạm cái nghiệp tài dâm cho nên là đời nay cái chuyện um, uh, hôn nhân uh, tình duyên của mình nó bị cắt cỡ. Rồi cái thứ hai là cũng liên quan tới cái nghiệp quá khứ đó là gì? Mình có giật giật vợ, giật chồng người khác hay không? Mình có thể thể ở cái kiếp quá khứ mình là cái người giật vợ, giật chồng người khác. Rồi hoặc là mình suối người ta bỏ vợ, bỏ chồng đi. Mà sư gặp những cái trường hợp hơi nhiều nha. cứ mở miệng ra suối thôi bỏ nó đi nhưng nó nói chuyện với nhau đó, nghe cứ nghe người ta than uh, chuyện gia đình đó, uh, mở miệng ra than uh, thôi bỏ nó đi lấy nên chi bỏ. thì những cái nghiệp là chia rẽ hôn nhân nó sẽ cho cái quả là cái chuyện tình duyên của mình không, cũng không được như ý thậm chí là nếu như mình có kết hôn thì cũng đi hôn rất là chống vánh đấy mà những cái những cái sư nói đó là thường gặp nhất thường gặp nhất mà mình cứ đẩy nó vô cái chuyện hiếm không à trong khi đó cái chuyện mà thường là mình không có mình không có để ý nhà không có để ý à rồi um, đó là xét về cái nghiệp quá khứ rồi xét về cái nỗ lực hiện tại nha mình có vung bồi giới hạnh hay không mình có um, ít dục hay không. Người ta nói một câu không biết quý vị có nghe hay không nhưng câu tiếng Pháp mà mình cũng rất là quen thuộc đó là gì? Theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo cái kiểu như vậy. À, nghe thì nó kỳ chứ thực tế nó nó cho chúng ta thấy một cái um, một cái biểu hiện đó là khi mà chúng ta nhiều dục quá nha, khi chúng ta nhiều dục quá, đặc biệt là cái dục về nam nữ thì chúng ta lại càng khó có được. Cái này chỉ có ai mà học đạo thì họ mới nghiệm ra cái này Cái dục đó, mình càng ham muốn nó thì mình càng khó có được nó. Mà mình càng ít muốn nó nha, mình càng ly dục thì mấy cái thứ đó nó lại càng tìm tới mình. Lạ đời như vậy. Ờ à nó lạ là nó cho vui thôi chứ thực tế nó là nhân duyên hết đấy Nha. Thành ra xem coi mình có thường mình ưu tư quá nhiều về dục hay không. Đó là sự nỗ lực hiện tại của mình ấy. Rồi mình có phải là con người dễ thương hay không. Dễ thương ở đây thì đương nhiên cái nhan sắc chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng là cái tính nết của mình ấy. Cái nết của mình mình có hay không. À, nó có nhiều cách ha thứ nhất là mình có khả năng rộng rãi hay không, mình có khả năng giúp đỡ người khác hay không, hay là mình chỉ có mình thương người nào đó thì mình mới lo mình giúp họ nha, mình mình gọi là xe xua sure đó người ta um, nói nó kỳ người ta gọi là giống giống như mấy mấy con thú cưng nó chạy theo chủ của nó chủ búng tay cái là nó nó vẫy đuôi nó chạy theo mình có như vậy hay không tức là chỉ cái người nào mà mình thương mình thích mình muốn thì người ta chỉ cần người ta có một chút xíu biểu hiện gì đó là mình chạy theo người ta mình vẫy đuôi hay không còn những người khác thì không được như vậy nhớ giùm nha cái lòng của mình phải rộng tức là sao ai mình cũng sẵn lòng mình giúp nha, ai mình cũng sẵn lòng mình giúp chứ không riêng gì chỉ có cái người đặc biệt nào đó thì mình chỉ thu hẹp cái tim của mình lại thôi nên là mình chết sẽ không nói ngoài lề đâu, nó là hai khía cạnh, một đó, là cái ái, cái ái đó, nó khiến cho cái tâm của mình đó, nó thu gọn là chỉ có một người thôi, mình chết vì gì cái chuyện đó, thứ hai là tâm từ nha, tâm từ là bao hàm luôn tất cả mọi người, thì khi như vậy đó, à, cái chuyện hôn nhân của mình nó sẽ tốt hơn. mà tự nhiên bây giờ quý vị bác sư là trở thành một ông sư tư vấn tình cảm nó kỳ quá nhớ dùm xin mấy chuyện đó thôi rồi còn um, thôi bây giờ nó giống như bây giờ nói kể hết mấy cái mấy cái vụ mà đau bụng thì phải coi coi là có ăn uh, có ăn uh, đồ thiêu hay không có ăn đồ vỉ hè hay không có ăn đồ có quá chất độc hại hay không hết rồi thì thôi bây giờ chiều ý của quý vị nha chiều ý của quý vị xét luôn tới trường hợp là mình ăn có trúng cyanur hay không ừ rồi à, nói về cái chuyện duyên âm nếu như có đi nếu như có mà sư báo trước là trường hợp nó hiếm hiếm y như cái chuyện mình ăn à, ăn trúng phải cyanur để mình đau bụng vậy đó trong trường hợp có thì mình làm phước hồi hướng phước à, cho người ta ừ. là xong có thể không xong một lần không xong thì mình nhiều lần ừ. và nói trước là cái vụ này thì mấy cái tay mà cúng kiến họ mê lắm mê chết bỏ luôn cho nên cứ đụng đâu cũng bây giờ duyên âm nó cả đóng giống như mình cứ hãy đau bụng là cứ đẩy cho anh cyanur chết luôn vậy đó